À, quý vị thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Mỹ Sơn, xã Di Phú, huyện Nghi Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thì chỗ này là cũng thuộc cái vùng vùng đất của ngày xưa là thánh địa Mỹ Sơn. Thánh địa Mỹ Sơn đúng không anh? Gần thánh địa Mỹ Sơn luôn đúng không? Hàng năm là có rất là nhiều cái đoàn du khách đến tham quan du lịch. Thì Phi cũng có vô thánh địa Mỹ Sơn để tham quan rồi. Thì bây giờ là ở trong đó còn lại những cái vết tích ngày xưa, những cái ngôi nhà được xây bằng những viên gạch rất là đẹp và nó có cái kiến trúc rất là cổ kính. Bây giờ khoa học vẫn chưa tìm ra được cái kỹ thuật ngày xưa để xây dựng. Và bây giờ nói qua cái câu chuyện này thì hôm nay Phi cũng nhận được cái thông tin. Đến đây khi cho mắt thôi. Thông tin là chỗ này là có một chú là bị tâm thần. Rồi, là Đặng Văn Tịnh á. Anh kể đi. Là Đặng Văn Tịnh là cách đây là cả 9 ngày là anh đi sáng ra là ông ở nhà ông ngủ. Nhưng mà hồi trước khi đó là hai cho con là ông bị ở trong bệnh viện tâm thần ở Đà Nẵng. Là anh về đây là nói chung là ông cũng trước khi điều trị là có mấy ngày là không có tiền để chữa trị. Cho nên là lồm giấy đi ra viện là ông về đây. Ông cũng sẵn sỡ mê rồi. Về đây rồi ông cũng biết rồi. Ngủ sáng dậy là hơi cho con đang ngủ đó là tự nhiên đùng đùng là ông bỏ ông đi. Mà thằng con là ông kêu là quay ra đó mà ông nuôi chạy chậm chậm chạy. Cái là ông xách xe chạy theo mà ông biết đi đâu. Là cuối cùng là ông đi tìm miết mà tìm ra cái rồi quy động trong số một lòn là tưởng là cái là ông cũng đi quanh quanh đây. Mà tìm cũng không ra cái rồi lên mọn lên đồ cuối cùng cũng chẳng thấy đâu hết trơn cái rồi. Bọn con sớm đi vô núi sợ vì nén gió với là nôn đi nữa sợ ông đa nữa. Thì vô núi tìm hả? Tìm mà tìm miết không ra. Cho nên là cứ ngà bữa hôm kia là tự nhiên là không biết ở đâu là ông em rụt của ông là đi tìm cùng với trần mà đi xe. Mà rằng tự nhiên rằng ông xách rửa ông lên cái bì rừng của đập thịt bò mình. Xách rửa lên nó tìm. Ông đi tìm mà rằng tự nhiên phát hiện thấy. Tự nhiên thấy như cái tâm linh chỉ ra. Dạng như họ chỉ được đúng không? Đúng rồi, chỉ mình không thấy cái rồi cuối cùng cái lời điện cho dân công an xã rồi tới. Có nghĩa là chú là đi lạc trong rừng là mấy ngày? Đi 7-8 ngày mình không biết. 7-8 ngày gì đó nhưng mà khi mà phát hiện ra thì cái thi thể của chú cũng đã sình lên. Nói chung là có đen thui và nhìn rất là ghê là ghê ha. Thì Phi thấy cái hình ảnh mà người dân chia sẻ là nói chung là không ai lỡ hết. Chắc là hâu ha. Cách đây là đó là không dám lỡ rồi. Vì đông chuẩn bị phân quỷ, chuẩn bị lũ đông bể rồi đó. Nhìn rất là ghê luôn mà tội quá là tội chú nằm một mình trong rừng quý vị. Mấy ngày trời đó, rồi do cái thời tiết nắng nóng rồi dồi nó ra quá trời luôn ha. Đúng rồi. Rồi nó ăn vô rồi nó đen thui, thấy cái hình đen thui rồi. Đang cái giọng nôn, nhờ cái nôn. Cái nôm đây là cái giọng như mà gió nôm nó vô cái doa mình nó cứng. Chứ không là nếu như mà cái nôm này không có cái nôm này là có thể là bị bung mất rồi. Cái doa mình cứng cho nên là mới bỏ ra và dù vậy cũng bò quanh người luôn mà. Thì Philippines biết là chú là bị tâm thần rồi. Con của chú, con trai của chú là cũng bị tâm thần, hai cha con bị tâm thần đúng không? Đúng rồi. Chỉ có một người con trai đầu là cũng thứ ba thứ tư vậy đó là nuôi trong là mắc hay rồi còn lại là người con trai nó là nuôi trong hai ông này nhưng mà cái ông đạo là cũng hơi năm năm hả? Cũng hơi năm năm hơi năm năm mà thằng cu em thì lại bị tâm thần vì lan hầu trước ngày đây là ông hắn hạt giỏi lắm, hắn hạt lớp 9 là tự nhiên cái đùng đùng phát đau tới trừ luôn. Nên là cô em nó là bị tâm thần nhưng mà nó hồi trước nó học giỏi, nó học ở trường này không biết cái giỏi, nó học giỏi mà không biết sao. Trong số lò mình cứ nghĩ là họ bác thằng đồ mà cúng kính cũng không được, cuối cùng mà đi ra nhà thương rồi chữa trị mới trừ, luôn được tiền nào không có nữa, không biết đi đâu. Rồi thôi được rồi thì hôm nay thì Phi cũng biết được cái tin và đến đây thay mặt các nhà hảo tâm để làm một chương trình hỗ trợ cho gia đình có một cái điều kiện để làm mồ mả cho chú ha. Thì Phi cũng được biết hoàn cảnh gia đình hiện tại cũng rất là khó khăn ở trong cái căn nhà nhỏ. Thì bây giờ quý vị cùng Phi mình vào thắp cho chú một nén hương cũng như là mình chia sẻ với gia đình một chút. Hôm nay thì cũng biết cái tin ba của anh mất. Thì đến nay chia buồn với gia đình ha. Xin phép em thắp cho chú một nén hương đó rồi mình cùng chia sẻ một chút ha.
Anh là con đầu hả? Dạ đúng rồi. À, anh con đầu với tới em trai. Dạ, anh sinh năm mấy? Em sinh năm 90 anh. 90 hả? Còn em trai? 94 hả? À, hai anh em. À, mẹ là mất lâu rồi hả? Dạ, mất ở đây khoảng 20 năm. Mẹ mất 20 năm? Mấy? 23 năm, 23 năm. À, sinh, sinh em ra được tuổi là mất hả? Rồi, chú Đặng Văn Tịnh hả? Dạ. Chú Đặng Văn Tịnh là chú năm nay là hưởng thọ 73 tuổi hả? Dạ. À, rồi mình kiếm chỗ nào mình ngồi mình nói chuyện một chút ha. Dạ. Đây này, ngồi đây đi. Anh nói là mình ở đây luôn chứ hả? Dạ, em đi làm ngoài Đà Nẵng. Làm ngoài Đà Nẵng hả? Dạ. Rồi còn em trai là bị vấn đề cũng bị thần kinh luôn. Dạ, nó còn thần kinh, nó mới đi bệnh viện về cách đây khoảng mười mấy ngày. Mười mấy ngày? Hơn mười ngày. Như vậy là anh làm rồi anh vừa nuôi cha mà vừa nuôi em luôn đúng không? Dạ. Rồi cái công việc của anh là làm gì? Em cũng đi bán trái cây dạo anh. Bán trái cây hả? Dạ. Rồi em trai này Phi cũng được biết là mới xuất viện bệnh viện tâm thần về luôn hả? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, thì bên cạnh cô Phi là một chị bên dịch vụ mai táng. Mà khi mà phát hiện chú ở trong rừng thì chị cũng có vô trực tiếp tận nơi đúng không chị? Dạ đúng. Chị có thể chia sẻ một chút về cái hôm bữa đó, cái tình hình nó như thế nào chị? Thì hôm đó thì có một ông em trai của chú mắc á, thì phát hiện thì có điện cho tôi. Thì đi vô đó thì tôi thấy chú nằm trong một cái rừng cây sát bên mặt đập Thạch Bòn của xã Y Phú mình. Thì thấy chú nằm, nói chung là hiện tại sát của chú thì nó được bị thình lên rồi, đen xì luôn, rồi những cái dùa rồi là nó bu hết trong thân thể chú. Dạ. Nhìn thì nếu như mà mới nhìn thì nhìn không ra. Sau đó vô tới mình vô sót này mình mới là chú là chú mất là ở trên trên khô đúng không? Ừ, chú mất trên khô, tại vì cái đập nó là hồi xưa là nước rất là nhiều. Mà người ta trừ là người ta múc đập, người ta là thố nước để người ta lái đất đó. Yeah. Là người thố nước là nó khô nên chú mới vô đó chú cua xe cho chú ra đó là chú bị mệt thì chú nằm luôn nằm ở trên cái mặt đập mà nằm trên khô ở trên cái rừng cây á. Nhưng mà dạng như là chú vô nó rồi trời nắng nóng rồi chú suy kiệt quá rồi không ra được luôn. Dạ, hả? Chắc vậy thì chú không, chú thì chú cũng bị bệnh nên cho đôi lúc chú không biết phương hướng nào đi gì. Thì chú sẽ nằm tựa đó luôn rồi chắc chú cũng đi luôn. Cái đầu mình vô rồi mình phát hiện rồi mình đem hồn vô mình liệm tại chỗ luôn. Vô đó thì sau cũng có, vô đó là có gia đình cũng có điện công an rồi lên họ làm việc. Rồi bên dịch vụ cũng hỏi thăm thử là có mời pháp y đồ tới để giải quyết việc hay không. Yeah. Thì gia đình nói kìa thôi, trừ cũng chắc chú cũng kiệt sức thôi cho nên cũng không mời pháp y làm gì. Thì sau đó thì xin gì mới bòn với gia đình là chở quan rồi vô liệm tại chỗ chứ không này, nếu như vợ chú lên thì rã hết. Yeah. Cho nên là vợ liệm tại chỗ trong núi đó để rồi đưa chú về để lo hậu sự cho chú. Trời, nhìn thương quá ha. Rất là thương. Thấy chú, cái hình mà chị chụp á, cái hình chú đen xì rồi nó nhúc nhích quá trời luôn ha. Chú nằm nghiêng á thì trời nắng á thì những con rùa thì nó không có bò lên trên được tại nó nắng quá. Cho nên nó nặng đạm hết lợn, tới khi mà lật chú ra thì rùa là nó nhiều lắm. Nói chung nếu như mà bụm thì cũng được thao đó. Rất là nhiều. Lá thấp thái chú là rất là thương, ta chân ta của chú là muốn rã ra rồi, cái lớp ta này là nó ban lấy một lớp rồi. Nói thiệt lúc đó là nó mềm nhũn rồi đó. Đúng rồi. Mà hồi ở trong đó thì nó gió thì đó mình nó gió ngược, mình đứng ngược thì là mình chịu không nổi, bốc mùi là rất là thối. Yeah. Cho nên là hồi đó tôi đứng đó là tôi chịu không nổi rồi đó. Nồng cái mùi nó có nó nồng ghê lắm mà. Nên là những cái đậu liệm của tôi thì ở đậu liệm Đà Nẵng nó cũng chuyên nghiệp. Dạ, nó làm bên công ty nghiệp. Yeah. Cho nên nó nghề nó hỗ trợ cho một cái viên liệm nó rất là tốt. Giờ húa chú rồi lo thuốc lo thon gì đưa đi thì giữ shop là rất là tốt, ok. Dạ.
sợ là sợ gì là mình liệm nó, là mình sợ là đâu lúc nó thình thêm chút nữa là nó sẽ nổ trong cơ quan. Nhưng mà tới bây giờ mà đưa đi là... Tức là mình đưa về nhà xong là mình ái ngày mình trông liền đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không để lâu chung được là... liệm của hôm nó xong trong nó gì là để được hơi đêm. Hơi đêm để nói chung gia đình cũng khó khăn. Cho nên nếu như mà gia đình có thì có thể là mình lo sự cho chú trông cắt chú liền. Còn ở đây gia đình cũng khó khăn quá cho nên để cho người ta bà con đi viếng hả? Đi viếng để kiếm thêm một ít số khoản tiền để lo hậu sự cho chú, yeah. Làm mộ cho chú. Nếu mà gia đình mà có điều kiện thì về là chôn liền đúng không? Đúng rồi. Còn không có điều kiện là phải để lại hai đêm đúng là rồi. Cho bà con hàng xóm rồi tới phúng điếu để yeah. Kiếm thêm chút ít chút mình ít lo để lo hậu sự cho chú. Yeah. Chú là sống ở đây thì rất là tình cảm. Tuy chú bệnh nhưng mà những cái đốm con là chú thường tới để đánh trống hỗ trợ cho dân làng rất là nhiều. Dạ rồi, thôi cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Mang chương trình. Vâng, thì quý vị cũng đã vừa nghe cái câu chuyện chú Tịnh mất ở trong rừng quý vị. Chú đi lạc vào trong rừng mất liên lạc mấy ngày thì người dân cũng đã tìm kiếm được chú ở trong một cái khu rừng. Cách nhà đi bao xa anh nhỉ? Dạ, cỡ 2 cây. 2 cây số hả? Dạ. Cụ thể là ba đi mất liên lạc là bao nhiêu ngày anh nhớ không? Dạ, khoảng tầm gần 10 ngày. Gần 10 ngày hả? Dạ. Vậy là cũng khá lâu chứ ha? Dạ. Mất 10 ngày luôn, rồi gia đình mình cũng đi tìm kiếm khắp nơi luôn. Dạ đúng rồi. Thường thường thì ổng có bệnh trong người nên ổng đi 1-2 ngày thì gia đình cũng nghĩ là ổng đi chơi đâu đó thôi. Bà con đó thôi thì... Qua ngày thứ tư, thứ năm thì gia đình mới bắt đầu sợ. Ừ. Nhưng mà trước đây là ba có thường hay mà đi nhiều ngày như vậy không? Dạ không, ông thứ thường ông đi, ông có ra em, ông đau, ông ra em nuôi, ông ngồi Đà Nẵng thì ông có đi cũng 10 ngày nhưng mà người ta đưa ông vào bệnh viện Long Thành. Ở ngoài đấy họ đưa đi là họ đưa ông về Long Thành. Yeah. Còn về đây ông đi là tưởng là ông đi nhà bà con ông chơi nhưng mà ông đi... lạc vào trong rừng. Yeah. Dạ. Như vậy là anh bán trái cây ngồi Đà Nẵng hả? Dạ đúng rồi. Anh bán được bao lâu rồi? Dạ em bán cũng được 3-4 năm rồi nè. 3-4 năm, có nhà ngồi đó anh? Dạ không, anh ở nhà thuê anh. Ở nhà thuê hả? Dạ. Ở trọ hả? Dạ đúng rồi. Rồi anh đã có gia đình gì chưa? Dạ, em thì do ông già với lại thằng em cũng làm đi. Nuôi hai cha con? Nuôi nên cũng chưa lập gia đình. Cũng chưa lập gia đình luôn hả? Dạ. À, như vậy là anh là... đi bán trái cây được 2-3 năm nay. Dạ. Rồi cũng lo cái kinh tế để vừa lo cho em trai vừa lo cho cha luôn đúng không? Mình dạ. Cũng chưa có lập gia đình được. Dạ. Dạ, rồi anh bán buôn ở đó như thế nào, có ổn không? Dạ cũng bán buôn thì cũng có bữa được bữa không anh. Ừ. Dạ. Cũng... Rồi có hay về đây không? Dạ nếu mà bán được thì cũng hay về. Ừ. Mà bán nó ế thì cũng ít về anh. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là gia đình của mình đó là còn có ai không? Dạ không, có còn 2 anh em. Có 2 anh em thôi hả? Dạ. Rồi còn cô chú dì dượng gì còn không? Dạ còn cô chú thì còn. Dạ. Ừ. Quý vị thân mến thì chú Tịnh là mới được chôn cất sáng nay luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mới vừa chôn về luôn hả? Dạ. Mồ mả của chú là có gần đây không? Dạ cũng xa. Xa hả? Dạ cũng không, cũng nếu mà đi xe máy khoảng 15 phút anh. Đi xe máy 15 phút hả? 15 phút. Dạ. Ừ. Là bây giờ cũng đã chôn cất xong rồi nhưng mà cái phần mà mồ mả là mình tính như thế nào? Mồ mả thì bên đấy thì cũng nhờ các bà con lối xóm rồi trong tộc họ suy tính họ làm chứ các em cũng chưa biết được. Rồi xong xuôi bao nhiêu rồi mình phải mới dạ, mình... chạy chỗ này chỗ kia để mình, dạ, đúng mình rồi. Trả tiền đúng không? Dạ. Chỗ quê thì quý vị ở quê phê thì thường thường là những cái đám tang rồi đó là thường có dịch vụ đến để làm trọn gói luôn, từ cái khâu mà liệm cho đến là làm lễ rồi mai táng rồi mồ mả thì dịch vụ sẽ lo trọn gói ha, rồi sau đó mình mới tìm tiền để mình trả cho dịch vụ đúng không? Dạ. Dạ. Rồi mấy hôm nay rồi có bà con rồi đi phúng điếu rồi có được nhiều ít không? Dạ cũng có bà con cũng phúng điếu nhưng mà cái đấy em chưa em lo cho mấy ngày này em chưa có ấy cũng ấy quá ha. Dạ. Rồi thì hôm nay thì Phi cũng đến đây để thay mặt các nhà hảo tâm
hỗ trợ cho anh một số tiền để anh cộng vô anh lo cho mồ mã cho ba, cũng như là vài hôm nữa thì anh phải lo thêm cho người em trai này đúng không? Dạ. Có nghĩa là em trai này bây giờ là lâu lâu vẫn đi bệnh viện chứ hả? Nó thì nó ngày nào nó cũng uống thuốc anh ạ, ngày nó uống 2 lần. Dạ. Ngày nào cũng uống thuốc hay hả? Dạ, ngày nào cũng có đơn thuốc, có thuốc sẵn uống ngày 2 lần. Nhưng mà nắng nóng này là nó hay lên cơn không? Dạ có, nó lên cơn thì phải đưa nó đi. Dạ. Để em hỏi thăm em xíu nha, em là em nha. Em giới thiệu về bản thân mình chỗ này tên gì rồi? Dạ, em tên Đặng Văn Tĩnh. Đặng Văn Tĩnh hả? Dạ, sinh năm 1994 hả? Dạ. Nghe nói là Tĩnh lúc trước là học giỏi lắm hả? Dạ, học cũng được anh. À. Dạ. Mà sao mà cái bệnh của mình nó càng ngày nó càng nặng lên hả hay sao? Dạ, do em suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá hả? Dạ. À. Suy nghĩ gì mà suy nghĩ nhiều? Là lúc trước em đi học, em học cao đẳng nghề á, cái xong vào được 5 rưỡi, thời gian nó là không có tiền để học tiếp nên là nghỉ, thành ra suy nghĩ là sau này mình sẽ làm gì rồi đó. Rồi suy nghĩ rồi tiền đầu học rồi hả? Dạ. Suy nghĩ rồi sao ra trường làm gì hả? Dạ. Suy nghĩ mãi vậy cái rồi bệnh nó nặng hơn. Dạ. Hồi đó học tới cao đẳng công nghệ rồi hả? Dạ. Học bên khoa gì? Dạ, khoa công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin hả? Dạ. Ồ, học tới cao đẳng công nghệ rồi. Ừ. Rồi bây giờ là em những cái lúc mà trời nắng nóng rồi em lên cơn là cái em có biết không? Dạ biết, nhưng mà không kiểm soát được. Không kiểm soát được hả? Dạ. Là thường là em lên cơn là em hay làm gì? Là em lên cơn em hay đập phá đồ đạc trong nhà. Đập phá đồ trong nhà hả? Dạ. Với là bỏ đi ngoài đường, đi miết ngoài đường. Đi lang thang ngoài đường. Đi lang thang. Rồi có đánh đập ai không? Dạ không, đánh đập thì không có. Hiền hả? Dạ. Lên cơn thì đập phá đồ trong nhà, rồi đi lang thang ngoài đường. Dạ. Chắc là mình cũng, trước giờ mình cũng khổ sở. Vừa lo cho cha mà vừa lo cho em nữa. Và hai cha con là thường xuyên là chắc hay đi lang thang. Dạ đúng rồi, ông... hai cha con mới về cách đây khoảng 10-15 ngày mới ở bệnh viện Long Thành về chứ. Dạ. Hai cha con ở chỗ luôn hả? Dạ. Ý là ông già ông đi ra ngoài đám đi lạc rồi thằng em nó bị đau nó ra. Rồi gặp ông ở trong bệnh viện Long Thành. Ừ. Dạ. Rồi sao nãy giờ hư nó rớt mấy con? Hả? Trái dĩa chừng hư cầm hư lên lại. Căn nhà này thì quý vị cũng đã thấy những cái thanh sắt này là Phi cũng hay đi làm những hoàn cảnh mà Phi cũng biết được cái nhà này là ngày xưa là nhà nước làm cho đúng không? Đúng rồi. Cái nhà này cũng rất là lâu rồi quý vị. Cái tôn này nó rất là bền luôn nè. Tôn này mấy chục năm rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là chắc. Hình như cái tôn này là tôn của Mỹ hay sao đúng không? Dạ, cái này của Nhật anh. Của Nhật hả? Dạ, Nhật chắc. Cái tôn này nó rất là chắc nha, nó không có bị rét, không có bị oxy hóa gì hết, nó rất là chắc luôn. Nhưng mà cái tôn hiện tại thì được 5-10 năm thì nó cũng hư rồi, nhưng mà cái tôn này nó rất là chắc luôn. Hôm nay thì Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi cho anh số tiền là 13 triệu ha, để anh lo cho cha xong rồi. Còn thiếu đủ gì đó thì không biết, nhưng mà còn anh còn phải lo cho đứa em trai nữa. Thì cũng không có ai mà mong muốn cái chuyện này, nhưng mà bây giờ cũng đã xảy ra rồi. Ba ra đi một cách cũng rất là thương tâm. Thì bây giờ anh cố gắng là anh lo cho ba xong rồi anh lo cho em trai của mình ha. Thì số tiền 13 triệu này là gồm có của các nhà hảo tâm sau, em đọc anh nghe luôn ha. Dạ. Có cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu. Dạ. Cô Mộng Thu ở Đà Nẵng là 1 triệu. Dạ. Anh Hùng ở bên Anh là 1 triệu. Anh Vương Quốc Dũng ở Canada là 1 triệu. Cô Phạm Vĩ Phường ở Canada là 1 triệu. Các cô chú Tiên Lành Nguồn Phước tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Cô Trần Anh ở bên Mỹ là 1 triệu. Người Đồng Hương ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Phạm Thị Chính là 1 triệu. Chị Vũ Thị Ngọc Lan là 1 triệu. Anh Phước Lê ở bên Mỹ là 1 triệu. Và gia đình họ Đoàn ở Bình Dương là 2 triệu. Thì tổng số tiền 13 triệu anh ha. Dạ. Yeah. Yeah.
13 triệu ha. Bây giờ anh để tiền rồi anh thắp một cái nén hương anh cúng cho ba trước đã. Dạ. À. Dạ, kính thưa ba là hôm nay có một anh từ thiện tới quyên góp các mạnh thường quân ở các nước ngoài về để ủng hộ cho lo cho ba để cho mùa yên mã đẹp. Thôi cũng xin cảm ơn anh và các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước ạ. Dạ. Tốt cho ba. Rồi, thì bây giờ là một việc cũng đã xong, là mồ mã thì đầu thờ cũng đang xây dựng ở ngoài. Dạ. Thì chắc là cũng tầm 5-7 ngày mới xong ha. Dạ, các dạ. Thôi như vậy ha. Dạ, dạ. Em cũng một lần nữa thì cũng chia buồn với gia đình mình. Dạ. À, rồi sau đó cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình mình có thêm cái điều kiện. Dạ. Để lo cho chú và buồn bã cho chú và, dạ, và lo cho em trai ha. Dạ, em cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn anh và các nhà hội tâm ở trong vòng nước đã tới để hỗ trợ cho gia đình em. Dạ. Dạ, thôi cố gắng ha. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Dạ. À, Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để ủng hộ cho gia đình một cái số tiền để lo cho cái phần hậu sự, lo cái phần buồn bã cho chú và người em trai cũng bị vấn đề về thần kinh mà không biết sau này sẽ như thế nào, tại vì em lên cơn là cũng hay đi lang thang. Rồi thì Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm và xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.